Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 7 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Vào dịp này, mỗi một chúng ta luôn ghi nhớ về trang lịch sử hào hùng của thanh niên xung phong Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. Quảng Bình ngày ấy có những cô gái chàng trai tuổi 18 đôi mươi, chân đạp núi, đầu đội trời, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Thanh niên xung phong Quảng Bình biên chế thành các đơn vị N73, N75, N16, C7, có mặt trên những cung đường huyết mạch, đường 20 Quyết Thắng, đường 10, đường 12, đường 16 Thống Nhất. Bây giờ, chúng ta cùng các cựu thanh niên xung phong đội N75 tìm lại ký ức máu lửa năm xưa trên các cung đường 12A, 15A huyền thoại qua phóng sự N75, một thời để nhớ. Mời quý vị và cả bạn cùng theo dõi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường 12A nối Đông Tây Trường Sơn, đường 15A đi qua địa bàn Tuyên Hóa, Minh Hóa là nơi đàn bom cày xới hủy diệt. Bằng mồ hôi và máu của mình, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã làm nên kỳ tích đánh thắng chiến tranh phá hoại của không quân, hải quân Mỹ, đảm bảo mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Trên những cung đường máu lửa ấy, bây giờ vẫn còn mãi âm vang bản hùng ca của đội N75 thanh niên xung phong Quảng Bình. Hôm nay, lãnh đạo hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình cùng với các cựu thanh niên xung phong từng công tác, chiến đấu đảm bảo mạch máu giao thông tại các đơn vị của đội N75 thanh niên xung phong Quảng Bình thời đánh Mỹ trở lại thăm những cung đường một thời máu lửa. Đây rồi, con đường 12A huyền thoại nối Đông Tây Trường Sơn, con đường vận tải cơ giới đầu tiên lật cánh sang nước bạn Lào trước khi các tuyến đường 10, 16, 20 vượt Trường Sơn được khai mở. Khi giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, cuộc chiến đấu giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam diễn ra đầu tiên đầy quyết liệt cam go trên chính tuyến đường này. Sau khi thành lập vào năm 1965, các đơn vị thanh niên xung phong mang phiên hiệu N75 gồm 1.163 thanh niên, trong đó có 411 nữ thuộc các huyện của tỉnh Quảng Bình đã được ban xây dựng công trường 12A bố trí chốt ở những điểm xung yếu, chủ động lực lượng sẵn sàng sửa đường, cứu xe, thông tuyến. Để hủy diệt đường 12A, đế quốc Mỹ không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả dùng máy bay B-52 rải thảm bom đạn. Để đảm bảo sự sống cho con đường, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cũng đã dồn tất cả sức mạnh, quyết tâm, tinh thần, kiên cường, dũng cảm, chế ngự và chiến thắng kẻ thù hung bạo. Trận địa Nguyễn Viết Xuân, nơi người chính trị viên đại đội pháo cao xạ đã để lại mệnh lệnh đanh thép nhằm thẳng quân thù mà bắn trong trận chiến với lũ giặc trời Mỹ ngày 18 tháng 11 năm 1964, bảo vệ đường 12A vẫn còn đó. Cổng trời vẫn còn đây, chứng nhân của một thời trận mạc. Biết bao đoàn quân đã đi qua cổng trời cha lo vào Nam chiến đấu, và nhiều lắm những đoàn xe cõng hàng hóa, lương thực, vũ khí vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường. Các chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong N75 cùng với tiểu đoàn công binh đoàn 559 là lực lượng nòng cốt đảm bảo giao thông, san lấp hố bom, sửa đường, thông xe trên toàn tuyến đường 12A trong suốt cả thời kỳ diễn ra cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của không quân, hải quân Mỹ từ năm 1965 đến năm 1968. Thắp nén nhang thơm tưởng nhớ đến đồng đội, đồng chí đã hy sinh. Giữa không gian tĩnh lặng của cổng trời chỉ có đá núi với cây rừng, lòng mỗi cựu thanh niên xung phong thêm lặng sâu ký ức về một thời để nhớ. Trong cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước thì những cái chỗ mà địch đánh phá là phải lấp bằng đất, cho nên xe qua lại rất khó khăn. Cho nên tổng lực lượng thanh niên xung phong và anh em có một cái sáng kiến là dùng cái gọi là đóng đánh. Cắt đóng đánh, nối lại, ghép lại như cái pháo để chỗ xé qua những cái chỗ mà có thể lây lối nó.
có thể nói là hàng ngày thì từng đại đội có thể từng trung đội của trong đại đội đó là chủ yếu vào rừng để tắt toàn bộ cái quái đông đánh để phục vụ cho cái việc chống lây của trên tuyến đường. Nhưng ngoài ra thì anh em còn dùng cái đá ở trên núi đưa xuống, dùng đá ở dưới suối đưa lên để lát lại hai cái vết xe thôi, chứ không có lát cả đường, lát hai cái vết xe để cho xe có thể qua lại yên thuận. Thanh niên xung phong là vừa là quản lý của binh 52 của bộ đội, nhưng vừa quản lý của đoàn thanh niên trung ương giao thông, rồi quản lý của bộ giao thông vận tải. Vì vậy tất cả các nhiệm vụ mà cả cái nơi giao nhiệm vụ đều thực hiện tốt cả. Thì tuy ác liệt như vậy nhưng phải đến cái lúc đó là thanh niên xung phong là luôn luôn quan tâm đến vấn đề làm đường, đảm bảo giao thông làm sao thông suốt, đó là nhiệm vụ cao nhất. Đấy thì hàng ngày thì chúng tôi cũng có thể nói là những cái nơi ác liệt nhất thì không những một trại đội phụ trách, mà còn là những cái điểm đáng trọng điểm như ở đây hoặc là Chăn Ló hoặc là ở đèo Mù Già, thì còn cả điều động tất cả các đội đến đó những cái trọng điểm để làm sao để là ngày nào cũng là thông suốt, để xe đi rồi bộ đội đi rồi lực lượng là chuyển vào Nam thì đều điểm này, trong khi chưa có là cái đường 20 của thẳng. Trên tuyến đường 12A, mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều ám mùi khói bom, mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi và máu của những con người được giao trọng trách bảo vệ con đường. Đồi Cha Quang cùng nhiều trọng điểm khác như Mù Già, Khe Phe, Cổng Trời, Bãi Sinh, La Trọng thuộc đường 12A trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước là những tòa đồ lửa thường xuyên bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt. Nơi đây, vào ngày 3 tháng 7 năm 1966, đã chứng kiến sự hy sinh oanh liệt của 7 thanh niên xung phong thuộc đại đội 759, một đơn vị của N75 thanh niên xung phong Quảng Bình. Trong khi đang san mặt đường, lấp hổ bom thông tuyến, thì 7 thanh niên xung phong trúng bom tòa đồ và bị một khối lượng đất đá khổng lồ vùi lấp. Sau nhiều giờ tìm kiếm, song không thấy thi thể đồng đội trong đêm tối. Trước yêu cầu cấp bách chi viện cho chiến trường, đại đội thanh niên xung phong 759 và các lực lượng ứng cứu quyết định san lấp lại cung đường để cho xe chở vũ khí, đạn dược vào Nam. Từ đó, đồi Cha Quang mang thêm cái tên khác nữa là đồi 37 để tưởng nhớ đến ngày hy sinh của các anh, các chị thanh niên xung phong 759 và các chiến sĩ công binh bộ đội Trường Sơn. Với lực lượng thanh niên xung phong N75 Quảng Bình, kỳ tích thông đường tại đồi Cha Quang trên tuyến đường 12A cách đây hơn nửa thế kỷ vừa là niềm tự hào kiêu hãnh, vừa là niềm đau khôn nguôi canh cánh nỗi lòng. Trong điều kiện đi đánh phá ác liệt, trong điều kiện chiến trường đang còn đòi hỏi lương thực, thực phẩm, đạn dược, vũ khí chiến trường, mà các đồng chí hy sinh trong điều kiện bom vùi như vậy, đất đá như vậy, mà lệnh của cấp trên là phải thông xe trước thời hạn để đảm bảo cho từng đoàn xe là ra tuyên truyền. Cho vậy nên là các đồng chí thanh phong phải là nén cái đau thương, phải san lấp để cho xe qua, nhưng những cái thi hài của các đồng chí còn nằm dưới, có những đồng chí còn nằm dưới 2-3 ngày mới lấy được. Ngoài cái đội nằm chiến ra thì đội cũng đã huy động một số lực lượng, hai trung đội của đại đội 758 và hai trung đội của đại đội 756 lên để ứng cứu phục vụ cho cái công tác đảm bảo giao thông thông suốt theo cái lệnh của binh tàu 12 ấy, là trong thời gian ngắn nhất là phải thông tuyến. Thì tập trung lực lượng của các đại đội có lực lượng cộng với cái lực lượng công binh của binh trại 12 ứng cứu nữa. Thì sau thời gian tức là 7 ngày đêm thì như thế là toàn bộ 5-6 nghìn mét khối đất đá trên tuyến đường là đều đã khắc phục được.
biến đau thương thành hành động cách mạng với khẩu hiệu máu 759 có thể đổ nhưng đường 759 không thể tắc. Đoạn đường dài 10 km từ khe cấy đi bãi sinh do đại đội 759 đội N75 thanh niên xung phong Quảng Bình phụ trách luôn thông suốt trong mọi tình huống. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, đại đội thanh niên xung phong 759 và tiểu đội 1 của đại đội đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiểu đội trưởng Nguyễn Thị Kim Huế được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Đồng chí Trần Đức Hè được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Người con gái Quảng Bình anh dũng, người nữ thanh niên xung phong can trường Nguyễn Thị Kim Huế vinh dự 5 lần được gặp bác, mang những bông hoa chiến công tươi thắm của N75 trên cung đường 12A máu lửa kính dâng lên người. Mỗi lần làm cái gì khó khăn, ác liệt, là nguy hiểm, thì cảm cứ giữ lại hình ảnh của bác, mà lời bác dặn. Mỗi lần máy bay đánh đêm đánh ngay đường đít, lán trại sập, cơm cũng đủ ăn. Nhưng mà vẫn bố trí làm thế nào một giây một phút không để thời tắc tắc đường, xe hai đầu ứ lại, mà không dừng xe ứ lại mà bao nhiêu là lực lượng y tế ở miền Nam và đạn dược vũ khí gạo cơm lương thực thực phẩm chuyển vào mấy chiến trường, mà mình chần chừ một phút thì coi như bại hòa. Muốn chiến đấu kẻ địch ở trong miền Nam, giải phóng miền Nam thì đường phải thông. Tím là thì ngưng đập, nhưng mạch máu giao thông có thể đạt. Đội N75 thanh niên xung phong Quảng Bình được biên chế thành 9 đại đội. Mỗi đại đội được giao nhiệm vụ chốt giữ một cung đường. Ngoài các đơn vị đảm bảo giao thông trên tuyến 12A đoàn Khe Ve đi Cha Lo, Mù Dạ, đội N75 còn bố trí một số đơn vị chốt giữ các trọng điểm Khe Núng, Ca Tang trên đường 15A. Trên tuyến đường chiến lược 15A, cầu Ca Tang là cây cầu đầu tiên được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Mùa hè năm 1965, cầu Ca Tang bị bom Mỹ đánh sập hoàn toàn. Lực lượng thanh niên xung phong N75 gồm các đại đội 753, 754, 756 được giao nhiệm vụ đảm bảo giao thông qua ngầm. Đây là công việc cực kỳ nguy hiểm và gian khó. Năm 1966, ta xây dựng thêm cầu treo vượt sông. Trọng điểm Ca Tang từ đó là túi bom trên đường 15A. Từ năm 1965 đến năm 1968, các đơn vị thanh niên xung phong tại khu vực Ca Tang đã phải gánh chịu 316 trận oanh tạc với trên 8.000 quả bom cỡ lớn, chưa kể các loại bom nhỏ, bom bi, tên lửa. Địch đánh cả ngày lẫn đêm. Để đảm bảo khối lượng hàng hóa ra chiến trường kịp thời, cùng với việc đưa xe qua cầu treo, lực lượng thanh niên xung phong đã có sáng kiến bố trí 5m một người đứng làm cọc tiêu trên sông để đưa xe vượt ngầm về ban đêm an toàn, nhanh chóng. Ông Nguyễn Duy Quang, nguyên là đại đội phó đại đội thanh niên xung phong 753, bí thư chi bộ, đại đội trưởng đại đội thanh niên xung phong 756, từng bám trụ tại trọng điểm Ca Tang. Trở lại nơi chốn của một thời trai trẻ xông pha trong bom đạn, người cựu thanh niên xung phong Nguyễn Duy Quang tìm về dấu tích của con đường ngày ấy, tìm lại bóng hình của đồng đội với những bầu nhiệt huyết tràn đầy quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ. Lực lượng trẻ thời bấy giờ là tự hào nhất là được sẵn sàng ra bảo vệ Tổ quốc. Đấy. Và giải phóng miền Nam theo lời bác. Lúc đó là luôn luôn là bác luôn luôn viết thư động viên trên ban 67 rồi trên trung ương là gửi thư về rồi gửi về khen và gửi ảnh bác về rồi động viên anh em là luôn luôn là tự hào để làm thế nào đảm bảo được giao thông và tự hào cống hiến cái sức trẻ để làm thế nào đó mà luôn luôn đưa thực tế là đường thông để đưa hàng vào miền Nam để giúp cho là góp phần giải phóng miền Nam. Xuôi theo đường 15A, tức là đường Hồ Chí Minh bây giờ, cách Ca Tang không xa về phía Nam là địa danh Khe Thui. Tại trọng điểm này, đại đội thanh niên xung phong 758 đã bám trụ ngày đêm với tinh thần sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm. Cùng với các lực lượng khác, đại đội 758 đã góp phần không nhỏ trong việc giữ vững mạch máu giao thông, làm nhiệm vụ chi viện đắc lực cho các chiến trường đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
ngày 20 tháng 7 năm 1968 tại điểm cao 468 Khe Thui đã ghi dấu sự hy sinh oanh liệt của 7 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc đại đội 758. Tinh thần chiến đấu quả cảm, ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của các anh các chị đã góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau năm 1968, khi đế quốc Mỹ tiếp tục leo thang tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai, các đơn vị của N-75 tiếp tục bám trụ tại nhiều trọng điểm bị đánh phá ác liệt. Ngoài đường 12A, đường 15A đoàn đi qua Tuyên, Minh Hóa, các đại đội thanh niên xung phong của N-75 còn góp sức mình thông đường trên đèo Đá Đẽo, bám trụ trên các tuyến đường 20 Quyết Thắng, đường 16 Thống Nhất, đường Thọ Lộc, Ba Trại, tiến quân vào đường 9 Nam Lào. 8 năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, thanh niên xung phong Quảng Bình, trong đó có các đại đội thanh niên xung phong N-75 đã làm tròn sứ mệnh mở đường, giữ đường, san lấp hố bom, bảo đảm thông đường, thông tuyến, cứu thương, vận chuyển vũ khí, đạn dược. Trường Sơn hùng tráng, Trường Sơn xa xanh mãi lưu giữ hình ảnh của các thế hệ thanh niên xung phong Quảng Bình phá núi mở đường cùng quê hương đất nước đi đến ngày toàn thắng.